tăng thể tích tinh hoàn hai bên là dấu hiệu đầu tiên là vô cảm ơn và dấu hiệu đặc hiệu cho trục sinh dục đã bắt đầu hoạt động rồi. Dấu hiệu cuối cùng sau 5 năm về dậy thì con trai kẻ dành 5 năm lần do cái tốt tê rôn ngoài biên tặng tự tử chưa là xuất tinh là dấu hiệu quân là lực vấn đề dễ nhận thấy ra không? Nó tự lấy dầm, nó tự lý do gì đó nhưng nó không biết rằng nó đã trở thành thiếu niên. Như vậy dấu hiệu đầu tiên của nam rất là bí mật, lúc chia cuối cùng của nam cũng rất kín đáo và cũng song song với như nữ là TP. Như vậy nữ thì cả anh chị thấy nam sẽ biết là GP và hình thái mọc lông và sinh dục nam thì thôi do tại phòng tê rôn có hai nguồn, một nguồn từ tuyến thượng thận và nguồn từ trí tinh hoàn. Như vậy cứ nôm na thì chị học bài, con nữ chỉ có một nguồn là từ bỏ thượng thận nên nó hình tam giác, được chưa? Như vậy là các anh chị qua được năm giai đoạn dậy thì cả nam và nữ về hình thái cơ thể là xuất hiện các đặc điểm sinh dục phù và sinh dục trí. Còn một đặc điểm về hình thể nữa là chi? Trong giai đoạn dậy thì vừa suy giảm còn nói nữa là cái chi hả? Là phát triển chiều cao, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì hay gọi là đỉnh tăng trưởng xuất hiện trong giai đoạn dậy thì. Vì sao? Anh chị nhớ bài suy giảm còn là các mốc tăng trưởng nhi khoa được không? Vì vậy lui lại tới thôi, sơ sinh dài năm chục, một tuổi dài cao 75, 4 tuổi là cao chí, gấp đôi khi sinh là 1 mét. Từ đó đến trước đây thì là 8 tuổi của nữ và 9 tuổi của nam, mỗi năm tăng là đa 5 cm. Một dấu hiệu rất quan trọng người nhà rất dễ nhận thấy bên ngoài là cháu rất mau lớn thời kỳ này, tức là tốc độ tăng trưởng lớn rất là nhanh trên 6 cm một năm, đặc biệt trên bả. Đỉnh tăng trưởng cao nhất xảy ra ngay trước khi dậy thì hoàn toàn, tức là trước khi có kinh nguyệt và trước khi xuất tinh, tức là giai đoạn dậy thì hoàn thành. Sau khi một người nữ đã có chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên, người nam đã có hiện tượng xuất tinh thì tốc độ tăng trưởng từ từ chậm dần. Và khi nào thì biết cá thể đó hết lớn, gọi là chưa có cuối. Là a à, cô bác ơi gì ơi em thấy cao rồi, sự mình sắp đến hè này, mình sẽ được gia đình muốn ba có dân tộc muốn lấy gì ra rồi không nổi tiếng nó không vực nó nữa, họ dắt tới những cái cô giáo cũ đó. Hẳn cho cô với con bé cô giàu như một bé chồng lớn đấy rồi, không biết là nó con cao được thêm bao nhiêu, cô thấy rất là hay hỏi. Thì khi nào biết đây là chiều cao cuối, chiều cao cuối tức là hết cao, nhớ không? Khi nào nói ra gọi là chiều cao cuối hết cao luôn. Khi chúng ta hỏi à, cháu dậy thì chưa, cháu vào giai đoạn kinh nguyệt chưa, nhá, ai có đâu, con bé trai thì mình cũng đúng này, nhá. Và chi nữa, giữa hai lần sinh nhật, tốc độ phát triển chiều cao nhỏ hơn 0.5 cm. Tức là sinh nhật năm ngoái và sinh nhật năm nay trong vòng 12 tháng đứa trẻ cao không quá 0.5 cm. Ví dụ năm ngoái là 1m60, năm nay 1m60 chứ 1m60.65 cũng được 0.5 cm, 1m60.05 thì đó chính là chiều cao cuối, được chưa? Dù bất kể độ tuổi nào, vì sao trong giai đoạn dậy thì có cái đỉnh phát triển vượt trội cái chiều cao như vậy, lập tức là lớn hơn 6 cm, 7 cm mà. Vì sao? Những yếu tố nào cũng ở đây. Trong cái bài suy giảm có nói rồi, cơ thể một lớn thì sùng cái mặt xương dài phải phi đại tăng sinh và bị cổ hóa. Thì trường đó là hai yếu tố quan trọng là gen hạ và học môn gì? Dạ, đúng không? Bên đây là dinh dưỡng, còn bên đây là di truyền. Vậy thì trong giai đoạn dậy thì có chị tham gia mà tự dưng lớn hơn 6 cm một năm giai đoạn này? Chị tham gia? Chị vô đấy?
hoặc môn sinh dục là sự góp mặt của estrogen và testosterone lên cao điểm. Giới hạn tăng tiến tối đa nhất trong giai đoạn dậy thì hoặc môn giáo cũng hoạt động mạnh mẽ nhất giai đoạn dậy thì hòa nhập với hoặc môn sinh dục thì làm cho đứa trẻ tăng trưởng phát triển vượt trội. Như mẹ anh chị về hè từ Tết đến hè mới về, khi ở nhà có em nhỏ giai đoạn dậy thì là về là ngỡ nha. Khi để mình ra đi nữa còn như đứa cũng chả có những đứa nhóc chứ về thì trưởng trạng một thiếu niên thiếu nữ trong nhà rồi mình chỉ cao hơn mình nữa đó, mà là phát triển vượt trội trong giai đoạn dậy thì chưa. Cuối cùng thì sao, trai cao hơn gái thì dài đấy không? Đầu tiên anh chị thấy trước dậy thì là chúng nó bằng nhau nhá. Con gái bắt đầu dậy thì là 8-9 tuổi thì đỉnh tăng trưởng sẽ xảy ra vào giai đoạn có kinh nguyệt, tức là giữa 11-13 tuổi. Là mấy con gái lớn như thổi và anh con trai chiều hơi thấp thấp, như là xảy ra những lớp đầu tiên của trung học cơ sở nhá, 6-7 rồi lên đến 8 có con gái đóng xương rồi, bắt đầu chạy tay thằng nào. Còn con trai đến 6-9 tuổi mà đỉnh tăng trưởng nó xương thường là 13-15 tuổi mới hoàn thành dậy thì thấy đấy. Đỉnh tăng trưởng con gái là cao nhất rồi, có giai đoạn 11-13 tuổi mà cáo lắm nó phát triển được 90cm một năm. Cậu con trai lời được trung bình là 1 năm trước dậy thì là 5cm. Dậy thì từ từ kéo dài đến 5 năm tốc độ phải phát triển đều đều. Con gái 3 năm là đã chuẩn bắt đầu chuẩn rồi, thấy chưa? Đỉnh tăng trưởng con trai chỉ xuất hiện sau 15 tuổi và khi đi cô con gái thấp hẳn đó. Cậu con trai vượt rồi cao lên. Và chiều cao cuối của nam phải cao hơn nữ về mặt sinh lý, đúng là trên 12cm phát triển bình thường. Bởi vì rằng các bạn đôi khi không phát huy được thì yếu tố sinh lý đi. Thậm chí chiều cao của sinh viên đại học y dược thấp tàn nhất trong đại học Huế. Học nhiều từ trí tiểu học trở lên. Cho nên là cái giai đoạn trước dậy thì là học môn giới hạn cũng tăng tỷ lệ trong giấc ngủ sâu. Vì mình thấy có những gia đình con thì học được 1-2 thức đến 11-12 giờ đêm để học bài. Thế nào tăng tỷ giới hạn cũng đang mẹ, được sách mấy, được truyện. Đến giai đoạn dậy thì dù là bạn giao hưởng học môn trên bảng á, những cái chỉ vâng điện mai thức khuya dậy sớm vâng thì học từ không lớp cùng tỷ lệ được. Cuối cùng rất thiệt thòi cho việc làm. Được chưa? Như vậy trong giai đoạn dậy thì bình thường này, trong vòng 3-5 năm này xuất hiện những đặc tính sinh dục phù này, sinh dục chính này, tăng phát triển vượt trội về chiều cao này, còn không chỉ nữa biến thành hoàn toàn một thiếu niên và thiếu nữ. Còn chỉ nữa đó mới hình thái chứ mấy, gọi là về mặt tâm lý, nó sẽ chuyển toàn bộ tâm lý trẻ em sang tâm lý của một người trẻ vì thành niên. Vì đang là thay đổi tâm lý như vậy. Vì đang là vào bàn ngô thì như mình đi thi, mình mới bị nhốt về thi cao học về và bị nhốt cả đêm rồi cô Hằng còn là chuyện khóc muốn rất sôi nổi. Cô Hằng là chị dạy vậy đó. Chị cứ đến tập hỏi thôi chị dạy kỳ lắm, là thiệt khóc được thôi. Bữa đi anh dạy nữa nên mình bỏ, là mình bị bỏ nhiều. Rồi cô Hằng là cô dạy vậy đó. Ô trời, chị dạy đó, chị dạy cả chứng sinh bị dạy thi lắm đâu. Với anh nhắc này, chị nhận là trời ơi, rộng xuống cái hỏi. Vì sao biểu đổi tâm lý đặc biệt trong giai đoạn dậy thì cô Hằng cô hướng là chỉ nghiêm chỉnh chỉ dạy chị thôi. Vì một cơn bão hormone trên bảng có bao nhiêu hormone? Hormone giới hạn tăng tiến tối đa, hormone giảm tăng tiến tối đa, estradiol tiến tối đa đối với nữ, testosterone thường thần ngừng tiến nhiều ở nam và nữ, testosterone sinh dục nam là một cơn bão nổi hormone, tác động hormone thay đổi tâm lý. Hệ viên và lãnh tích của não bộ sẽ đổi hoàn toàn một tâm lý trẻ em đấy, ngoan ngoãn dễ bảo anh sai cả đấy cái. Bây giờ anh chỉ về sai thì quay cổ lại nó cãi cơ. Tức là tâm lý đấy thì nổi bật của hình thái tâm lý này là gì? Tâm lý đấy thì nói một chút thôi để tỉ lệ sang tâm lý thì sớm. Tâm lý đó là khẳng định về tôi. Chí xuất hiện lông vũ mà sẵn sàng đập bỏ tổ cũ để đi xây tổ mới mà là tâm lý nổi loạn giai đoạn này thì như vậy là rất khó bảo giai đoạn này. Vì chí trời sinh ra thế nó cái khẳng định cái tối của nó thì muốn bắt đầu sau này là làm chủ thể mà
vậy là chúng ta đã nhắc lại toàn bộ quá trình dễ thi bình thường cả năm cả đời. Và có đặt câu hỏi, mặc dù cái phần này cả chị học cái hồi sinh học lớp 8 rồi, cô Hằng ở các đoàn là chị, cô dạy kỹ lắm, chị dạy kỹ lắm em ơi. Thế ạ, chúng ta đã nhắc lại rồi, nhắc lại là có câu hỏi trắc nghiệm. Chứ để mình học y khoa này, dễ thi sợ. Còn Nam thì trả lời cho cô, dễ thi sợ được bình thường như thế nào? Nếu thực sự chị Hằng dạy từ sinh lý tốt như thế này thì mình sẽ bay vô dạy bệnh học luôn, đỡ mất khởi động hơn 30 phút. Dạ. Bệnh học dạy thi sớm. Dạ, dạy thi sớm là của dạy thi là bất cứ dấu hiệu nào của trẻ dạy thi mà trước 8 tuổi đối với nữ và trước 9 tuổi đối với nam. Những dấu hiệu nào? Bất cứ những dấu hiệu nào? Dạ, những dấu hiệu của là ôn tập của đoàn chính nhá. Còn gì? Có phần chi chứ? Hiểu nào? Gái dạy thi sớm. Dạ, gái dạy thi sớm. Là những dấu hiệu của bộ phận sinh dục hoặc là khi nó phụ tập thể dục. Chúng ta đã nghe giảng xong bài nghèo tìm hiểu nha. Dạ. Hiệu chí? Nữ, có những dấu hiệu chí mới dạy xong? Dạ, vũ. Vũ phát triển. Dạ. Lông vũ phát triển. Kinh nguyệt thật xuất hiện sớm trước 8 tuổi. Cộng trừ, cộng trừ, cộng trừ. Một trong ba dấu hiệu này không là ba. Và những dấu hiệu kia mình mới nói là người ta không thành tính. Ví dụ lông nách, ví dụ chí. Vóc dáng cơ thể, giọng nói ngọt ngào, đơn cơ thể học vấn ra ngoài. Đối với chị, lâm sàng của đôi thể nhi người ta tính đặc tính đó. Vậy ở nữ, ở nam thì dấu hiệu gì? Phát triển cơ quan sinh dục, đặc biệt là chị, tăng kích thước tinh hoàn. Vậy cả anh chị kể là của bác sĩ mà. Mày phải định nghĩa là kiểu bác sĩ, tức là lớn hơn G2, là lông mù. V2 trở lên là xuất tinh, như vậy còn từ cầu trường. Một trong những điểm đặc thẳng là con bé, cầu con trai là dễ thị. Và cái mốc là trước 8 tuổi của nữ và trước 9 tuổi ở nam. Và cả nhau rất nhiều nhưng mà đồng thuận của Facebook vẫn để như thế hiện nay. Được chưa? Dễ thị sẽ chia làm hai nhóm. Dễ thị sớm. Dễ thị sớm trung ương. Anh chị vô bảo mạng chứ đọc rất nhiều chứ một cuộc cơm bản về thi mà. Cách đây 7-8 năm chị đó, bệnh viện trong 2 là bảo 1 năm còn khám đến 5 số bệnh thôi. Bây giờ 1 năm nó khám đến 200-300 bệnh. Và nó điều trị cho đến hàng trăm bệnh nhân từ 1 tuổi rưỡi đến 9 tuổi. Nếu trục này thực sự hoạt động sớm đi qua từ ngưỡng di truyền của loài người thì gọi là dễ thị trung ương. Nhất về di truyền loài người là 8 tuổi trở lên con gái mình trục này hoạt động, trai 9 tuổi trở lên trục này nó hoạt động, cơ chế khởi phát là thích tập tính, mình nhắc có ý hết nhá. Bây giờ vì một lý do nào đó trục này không tuân thủ quy tắc của dân tộc, nha nhưng từ 90 tuổi trở lên và tập thái trong gia đình như vậy vì cái gen của nó mang tính di truyền, nó phá đi quy tắc di truyền xuất hiện sớm thì đó là dễ thi sớm trung ương, được chưa? Nếu mà những đặc tính sinh dục trên bảng xuất hiện nhưng mà trục này chưa hoạt động sớm vì lý do gì đó, estradiol của đứa bé gái tăng tiến, testosterone đứa bé trai tăng tiến mà trục này chưa hoạt động gọi là dễ thi sớm ngoài biên. Ví dụ như là bài sau tháng học là tăng sản thành thần bẩm sinh, cái dễ thi sớm ở trẻ trai. Ví dụ estradiol là trẻ đã nhũ nang buồng trứng nhũ uống sữa nhiều như thực phẩm công nghiệp vân vân thì gọi là dễ thi sớm ngoài biên. Vậy phân chia trung ương ngoài biên. Thêm một hình thái là trong sách của các anh chị là dễ thi sớm không hoàn toàn, cái gì rất hay gặp các anh chị đôi khi được hỏi, tức là cô bé đã xuất hiện chuyển ngực sớm và nó không tăng lên và người ta cứ hỏi mãi là cháu có bệnh hay không bệnh và phải dễ thi sớm hay không. Nếu đúng định nghĩa nó là dễ thi sớm. Đúng không? Tuy nhiên thì dễ thi sớm này trung ương hay ngoài biên chúng ta cần phân tích và chẩn đoán. Và nếu chỉ có dấu hiệu tồn tại thì gọi là dễ thi sớm không hoàn toàn trong sức khỏe chị á. Chị đọc bảo mang một đứa bé gái trước 7 tuổi đi khám tuyến nhiều sớm bác sĩ chẩn đoán không phải dễ thi sớm. Nên bác sĩ cũng có chuyên khoa là mình đọc mình phi cười. Đó chính là dễ thi sớm nhưng ngoài biên trung ương hay chỉ là dễ thi sớm không hoàn toàn là việc của người bác sĩ phải tách nhóm ra. Thì có
chỉ định điều trị, anh chị hiểu nào? Về dậy thì sợ trung ương, dậy thì sợ ngoài đi, và một đặc điểm sinh dục tồn tại dậy đến xuất hiện sớm mà tồn tại mãi. Ví dụ một số cậu con trai có lông mu phát triển sớm, một số cô con gái có tuyến vú phát triển sớm, mà những dấu hiệu kia không thể xuất hiện trong giai đoạn này thì gọi là dậy thì sớm không hoàn toàn trong sách giáo khoa đó. Chúng ta có phân tích đó là định nghĩa. Thì về bệnh học tặng cho cậu con trai trước, trên lâm sàng, khám lâm sàng với trẻ trai, chúng ta có khả năng phân biệt là dậy thì sớm trung ương hay dậy thì sớm ngoài biên nhờ dấu hiệu lâm sàng nào? Bạn có biết? Bên đó cho xong 5 phút. Là dấu hiệu chí? Đó vậy nè. Nếu một anh bé đến sáng các anh chị vì giọng ồ, các anh chị khả mà có lông mu rồi, thấy dương vật đó lớn rồi, nhưng các anh chị đo thể tích tinh hoàn hoặc lấy cái thước cứng mà đo, nếu đường kính hai thể tích tinh hoàn của đứa đó hạt này gọi là dậy thì sớm trung ương, nếu đó thì có hạt này thôi chính là dậy thì sớm ngoài biên. Như vậy thì dấu hiệu dậy thì sớm của con trai thì rất giúp bác sĩ phân biệt trung ương hay ngoài biên, được chưa? Một cầu con trai dậy thì sớm trung ương tức là hai hộp từ đây trở lên thì 80% là u não, vì đó là chỉ điểm nội điểm thần kinh. Vậy lập tức phải gọi là MRI. U vùng nào ở đây mà khởi động dậy thì sớm bằng trẻ trai là một u não mà tiến ra đê tai hàm sere. Cô Hằng cô này có một dài đó, bởi vì cấu trúc tương đồng sinh học giữa beta hạt sere và LH đến mấy chuỗi acid amin trên 25-30 acid amin trùng hợp và giống giống nhau, cho nên thụ thể hormone này hầu như thể tế bào chí của sinh dục của tự nhiên là đọc nhầm thể beta hạt sere trong u não thì ra nó tưởng là vùng dưới đôi chỉ huy nó tăng tiến và nó tăng tiến là hạt lên cao và kết quả là thể tinh hoàn tăng lên chứ. Tiếp bé trai có ba ý thôi. Nếu hai hộp này không tăng thì nguyên nhân hay gặp giờ sau, bệnh tăng sản tinh thần bẩm sinh như vậy giờ sau phải anh chị học. Và một nguyên nhân nữa hiếm gặp ở con trai là do u tuyến sinh dục. Như vậy dậy thì sớm trẻ trai có ba ý trên bảng á. Dậy thì sớm trung ương là 80% u não hoặc bất cứ u vùng nào tiết ra beta hạt sere như u nguyên bào gan. Được chưa? Nhưng nằm trên não thì nằm trong bụng tiết ra beta hạt sere. Bạn muốn cho mình một cái u mà tên u đó tiết ra beta hạt sere thôi nè. Học ngoài đi đó, học sống anh chưa đi lắm nó thông thạo đúng rồi, chỉ có kiến thức nhẹ nhưng vô thôi. Mấy thầy cứ đổ như thầy đổ quá. U tế bào mầm, u loạn sản mầm, không bao giờ nghe nói không? Hạt ma tôm ma, thầy là nói sao thế? Ví dụ đây một cậu con trai 2 tuổi, rất cao, G2, G2 tức là hạt này. Được chưa? Trung ương không ngoài biên. Gonadotropin tăng, LH tăng và nó được làm MRI não bộ thấy nó có một tổn thương hạt hematoma, nó bắt sáng đấy, nhưng mà sáng rất nặng đó, nó bắt xa rất là bắt chất phóng hay là chất cảm quang rất là tốt. Hạt hematoma những chị đi ngoài gặp bạn hay không thì còn cái đọc cho bạn nhi và chuyển sang đó, đây là một tổ chức bất thường vùng sàn não thất đó. Nó tiết rất nhiều beta hạt sere hay còn gọi là cái gì đó là hạt luôn, nhiều tạp giả ghét thì đó là hạt, thực ra là cái beta hạt sere chứ khởi động dậy thì sớm. Và chúng tôi chưa gặp cả nam giới nào dậy thì sớm vô căn hết, chúng tôi gặp đến hàng gần mấy chục bệnh nhân dậy thì sớm, chúng tôi đã đưa qua mà lai nào bố xong thì cả đàn cháu đi bản năm ma hoặc cháu đi Sài Gòn cháu đi phổ phòng hết, chúng tôi chưa hề gặp một ca nào vô căn hết. Đấy vẫn như là chỉ điểm thần kinh nội tiết ở bên trai này. Một anh con trai 6 tuổi thì bắt vô khám về lông mu phát triển rất là sớm, T3, dương vật rất là dài, mà khám xong là bé anh nội chủ đặt thạch nó một phát bảo hước quá quậy, bởi vì G1 là bác hạt xanh này và nó là dây thì sớm ngoài biên, nó mắc bệnh tăng sản thành thần bỏ sinh thì giờ sau chúng ta học nhưng mà chỉ là cái thước này thôi, cho nên vì sao cô phải biết cái tên thước ra trên bàn, cô mang theo cái thước bởi vì đó có mấy câu hỏi nhá, thước đo thể tích tinh hoàn anh chị đặt mua lên mạng hỏi mát quá khó mua lên mạng quá, mua mấy chuỗi số mua chứ bệnh viện mua kêu mãi đâu mua chứ đó.
tiếp chúng ta đang ở đề thi trẻ trai có một hiện tượng có thể là sinh lý, có thể là bệnh lý, bạn trai có khi có nụ vú phát triển trong giai đoạn đề thi hoặc người ta không dịch được vú to, người ta để nguyên tên gốc là gynecomastia là nghĩa là bạn có biết à vú lớn cho nguồn gốc phụ khoa. Trong cuộc đời của một nam thanh niên của một tú có hai thời điểm có nhân vú mà là sinh lý. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sơ sinh, giai đoạn thứ hai là độ tuổi dậy thì đó là do thì testosterone trong giai đoạn dậy thì của trẻ trai đặc biệt khi lông mũ T3 T4 rất là tăng cao và có một ít hormone được chuyển thành estrogen, nam thì có nữ thì có nam được, bởi vì trong cơ thể mình vốn sẵn có những enzyme chạy qua để về nữa. Anh chị này mang tên aromatase chưa? Và xui là di truyền gia đình này hoặc là người ta biết trong tộc họ như vậy. Thủ thể ngực của gia đình này rất nhạy cảm và estrogen dư ra rất nhỏ nên là có mùa vốn giai đoạn dậy thì trong sách có việc khúc này. Sau giai đoạn dậy thì là phải lưu ý à? Nếu thế rồi dậy thì hoàn tất rồi T5 rồi, xuất tinh thì hỏi là nhớ nó không, nhưng mà thể khám bằng mô viên năng là xuất tinh là chắc chắn luôn, được chưa? Thế chứ hai cuộc tinh hoàn và cơ nắm nửa là nó rồi, nó xuất tinh chắc chắn mặc dù nó vẫn khác mà tuyến ngực nó không lùi thì nguyên nhân bệnh lý chưa cần phải xem xét. Một là do gia đình tò mò tọc mạch cho nên suốt ngày là chích này, chọc này, xúc tác này và làm tạc nhân cơ dưới là làm nó to thêm là rất hay gặp. Chúng ta gặp như bệnh nhân đi thì công tôm làm luôn mấy ngày treo đeo lùi sổ ra nó như bác sĩ nó gửi ra ở đúng là như rồi đó. Hỏi lắm rồi đó, cuối cùng là mê nội trường tăng này, ông nội sờ á, đi chích lệ này, và càng làm là nó càng kích thích cơ học và đứa trẻ càng được lớn ra, nó rất hay gặp. Hai là phải tìm bệnh lý, bệnh lý cũng tiến ra beta hoặc có chừng là viêm gan giai đoạn sơ gan, nó trở thành nguyên bầu gan. Vũ to ở nam phải loại trừ sơ gan, coi chừng là u nguyên bầu gan, coi chừng là ca vũ thực sự trước khi mình khuyên nó là bình thường chứ. Đó là một hiện tượng của trẻ trai. Giai đoạn 2 là giai đoạn nào trẻ trai có bầu vú sơ sinh, tai gái thì có đấy, do progesterone của mẹ tăng nó có bầu vú nhỏ nhỏ nhá, và sau vài tiếng sau 3 tháng 10 ngày cắt rốn hoàn toàn nó đi chân. Thì đó là con trai các bạn đang học, con trai kiến thức ở đó, con gái toàn một bài học với dành cho con gái. Con trai phải 3 ý chứ con gái phải lần lượt đi qua được 6 ý. Một là hiện tượng dậy thì sớm đồng giới, tức là gái dậy thì thành gái mà vô căn. Và hiện tượng này càng gặp trong xã hội, bây giờ các anh chị có mà các anh chị đến có dậy thì sớm gọi là nó ra con gái thôi. Đó là người ta gọi là hiện tượng dậy thì sớm thế tục, chỉ xảy ra ở nữ. Sách báo trong nước ngoài khi nào cũng chỉ là nữ thôi. Vì rằng mà con gái ngày càng dậy thì sớm, trước đây người ta gọi là nó chỉ gọi là thế hệ ba ngoài ba nội bây giờ là đi đại học người ta phải có kinh nghiệm, tức là 18 tuổi đến lượt là thế hệ là chỉ sắp tuổi về hưu bây giờ là đến trung học phổ thông, tức là 11, 12 con gái phải có kinh nghiệm, có thể cả anh chị là trung học cơ sở nhưng bây giờ là xuống tiểu học vì đang còn hiện tượng như nữa và có thể thấp cho thế hệ không, có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng không? Nó rất xấu. Vì ra một là chỉ xảy ra ở nước giàu mới, mùa nhà giàu mà xưa luôn có, ví dụ Thái Lan có, nhưng trực trực để ra ở nhà ông giáo sư Thái Lan họ nói ngay cái việc cố họ chỉ rồi cũng có để họ giàu luôn rồi. Hiện tượng này quan sát đầu tiên ở thế giới mà cái chữ này là do nước Mỹ đặt ra,